Bạn đang xem Người đưa tin TV. Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại 29 tỉnh thành phố trên phạm vi cả nước với hơn 1,2 triệu con lợn đã bị tiêu hủy. Thời gian qua, đã có 12 tỉnh thành phố có dịch bệnh đã qua 30 ngày, sau đó lại phát sinh lợn bệnh ở các hộ chăn nuôi khác trong cùng địa phương như tỉnh Ninh Bình, Bình Phước, Hà Nam, Nam Định và 17 tỉnh như Thừa Thiên Huế, Hưng Yên, Hòa Bình. Qua 30 ngày, không phát sinh thêm lợn mắc bệnh. Thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp là một trong những nguyên nhân khiến bệnh dịch lây lan nhanh. Một số địa phương, người chăn nuôi tự tiêu hủy, vứt xác lợn ra môi trường, để lợn chết trong chuồng quá thời hạn quy định. Là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự phát tán và lây lan mầm bệnh trong quá trình tiêu hủy. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp cấp bách để hạn chế thiệt hại. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.